Xin chào, tôi là Toàn. Tôi đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn cung cấp thực phẩm Carrot. Carrot được thành lập được 6 năm và Carrot hiện đang kinh doanh 3 cái lĩnh vực chính. Thứ nhất là cung cấp suất ăn theo hợp đồng. Thứ hai là cung cấp những cái buổi tiệc tại tư gia cũng giống như tại văn phòng, tại công ty trong những cái buổi ra mắt sản phẩm hoặc là nhà mẫu đối với ngành bất động sản. Bên cạnh đó thì Carrot cũng có một cái nhà hàng, kinh doanh cái nhà hàng ở bên quận 7. Thì tại nhà hàng đó mình kinh doanh cái món ăn Hàn Quốc. Thật là tuyệt vời khi mà được tham gia vào câu lạc bộ của Bixin. Câu lạc bộ Bixin dành cho nam doanh nhân là một cơ hội để tất cả các mọi người có thể kết nối với nhau, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi và cùng nhau phát triển để đem lại nhiều cái lợi ích hơn cho cộng đồng. Điều mà Toàn mong đợi ở câu lạc bộ Bixin là mọi người có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm trong những cái lĩnh vực kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau. Thì từ đó cho dù một cái ngành nghề khác nhau mình cũng được trải nghiệm và được học hỏi thêm được nhiều lĩnh vực khác của nhiều ngành nghề khác từ những công ty khác nhau. Bixin, kết nối để thành công và hạnh phúc.